Theo Nghị định 10 năm 2020, Nghị định Chính phủ ban hành ngày 1 tháng 7 năm 2020, Thông tư 12 năm 2020, Thông tư Bộ Giao thông Vận tải ngày 29 tháng 5 năm 2020 và gần đây nhất là Thông tư 02/2021, Thông tư Bộ Giao thông Vận tải ngày 4 tháng 2 năm 2021 quy định trước ngày 1 tháng 7 năm 2021, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 9 chỗ trở lên, xe container, xe đầu kéo phải lắp đặt thiết bị camera ghi hình, lưu trữ hình ảnh trên xe, bao gồm hình ảnh lái xe, cửa lên xuống, khoang hành khách trong quá trình tham gia giao thông. Các quy định cụ thể như sau: quy định lưu trữ dữ liệu được lưu trữ tại đầu ghi camera là dạng video chuẩn nén MP4, H.264 hoặc H.265, được lưu trữ tại thẻ nhớ hoặc ổ cứng với khung hình tối thiểu 10 hình trên giây, độ phân giải tối thiểu 720 pixel, hình ảnh phải đảm bảo nhìn rõ trong mọi điều kiện ánh sáng, thời gian lưu trữ video tối thiểu 72 giờ gần nhất với các xe kinh doanh có cự ly di chuyển từ 500 km trở lên, 24 giờ gần nhất với các xe kinh doanh có cự ly di chuyển dưới 500 km. Dữ liệu từ camera truyền từ máy chủ của doanh nghiệp vận tải với tần suất 3 đến 5 phút một lần truyền. Định dạng ảnh JPEG, độ phân giải tối thiểu 640 x 480 pixel. Dữ liệu được lưu trữ tại bộ nhớ trong đầu ghi camera bảo đảm không bị xóa, thay đổi trong suốt thời gian lưu trữ theo quy định. Việc lắp đặt camera đảm bảo giám sát vị trí lái xe làm việc, cửa lên xuống và khoang hành khách. Công ty cổ phần điện tử Viễn thông Ánh Dương với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu thiết kế, sản xuất các sản phẩm điện tử, tự động hóa đã đưa ra thị trường nhiều sản phẩm chất lượng mang thương hiệu Essence giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực quản lý, hoạt động kinh doanh hiệu quả. Các sản phẩm phải kể đến như thiết bị giám sát hành trình 4G với công nghệ định vị thế hệ mới cho vị trí chính xác, tốc độ truyền dữ liệu 4G giúp định vị phương tiện tức thời, sát với thời gian thực. Đồng hồ tính cước taxi, trên 50% khách hàng taxi truyền thống đang sử dụng thiết bị tính cước taxi Essence. Chúng tôi luôn cập nhật các phiên bản phần mềm mới nhất giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả hoạt động kinh doanh. Ứng dụng đặt cho taxi công nghệ nhằm giúp cho các doanh nghiệp taxi truyền thống có nền tảng công nghệ APP đặt xe để gia tăng sức mạnh cạnh tranh với các hãng taxi công nghệ. Bước đầu đã có kết quả khả quan, khách hàng khi trải nghiệm dịch vụ đặt xe từ app do Essence cung cấp đã rất hài lòng. Hệ thống hỗ trợ quản lý sản xuất Aiden System trên nền tảng tự động hóa, kết hợp mạng SCADA thu nhập dữ liệu từ xa. Hệ thống Aiden System giúp các doanh nghiệp giày da Việt Nam hoàn thiện quy trình sản xuất công nghệ, được các đối tác nước ngoài đánh giá cao. Với hệ thống này, khách hàng sẽ được kiểm soát sản lượng, thời gian downtime máy, gọi nguyên vật liệu, gọi hỗ trợ khi cần thiết mà không bỏ vị trí làm việc. Tất cả số liệu được giám sát từ xa. Hệ thống các báo cáo theo yêu cầu của doanh nghiệp kết hợp đổ dữ liệu Aiden vào hệ thống phần mềm quản lý có sẵn của doanh nghiệp. Đáp ứng nhu cầu lắp đặt thiết bị camera của các doanh nghiệp vận tải theo Nghị định 10 năm 2020 của Nghị định Chính phủ. Thực hiện trước quy định cắt sóng 2G dự kiến 2022 theo quy định của Bộ Thông tin Truyền thông. Khi đó, các doanh nghiệp buộc nâng cấp thiết bị giám sát hành trình từ 2G lên 4G. Công ty điện tử Ánh Dương chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu sản phẩm thiết bị giám sát hành trình tích hợp đầu ghi camera modem TMS Cam ND10. Sản phẩm được chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Thông tin và Truyền thông, đáp ứng đầy đủ các quy định của Nghị định 10/2020, Nghị định Chính phủ. Sản phẩm là sự kết hợp của thiết bị giám sát hành trình công nghệ hiện đại 4G và đầu ghi camera đáp ứng Nghị định 10 Chính phủ, giúp khách hàng tối ưu chi phí đầu tư thiết bị camera theo Nghị định 10 và giám sát hành trình 4G. Thay thế thiết bị giám sát hành trình 2G đang dùng hiện nay do kế hoạch cắt sóng 2G của Bộ Thông tin và Truyền thông sắp đến, dự kiến 2022. Thiết bị sử dụng chip xử lý Qualcomm Quad-Core A7 tốc độ 1.1 GHz, hệ điều hành Linux, hỗ trợ kết nối Wi-Fi, Bluetooth, RS-232, hỗ trợ mạng kết nối 4G LTE, CAT4, chip GPS MSM8909 của USA, một ngõ ra audio, một mic ghi âm. Thiết bị cho phép kết nối hai camera HD 720 pixel, chuẩn nén video 2H64, hỗ trợ lưu trữ qua thẻ SD lên đến 256GB. Ngoài ra, thiết bị còn có khả năng kết nối được nhiều loại cảm biến nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý đa dạng của doanh nghiệp. Thiết bị giám sát hành trình tích hợp đầu ghi camera được lắp vào vị trí thích hợp trong xe, sử dụng nguồn điện áp 12-24V DC. Thông tin vị trí xe được cập nhật liên tục nhờ chip xử lý GPS MSE8908 Mỹ. Dữ liệu hình ảnh trên xe được thu nhận từ các mắt camera bắt trên xe,
Dữ liệu này được đưa vào đầu ghi camera xử lý. Các đoạn video được nén lại theo chuẩn H.264, tăng khả năng lưu trữ. Tất cả các thông tin vị trí, vận tốc, video, ảnh camera được truyền về từ hệ thống máy chủ với tốc độ mạng 4G theo thời gian quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Dữ liệu video được bảo vệ an toàn chống sóc nguồn nhờ cơ chế bảo mật dữ liệu tiên tiến và kỹ thuật tích trữ siêu tụ. Thiết bị giám sát hành trình có trong bộ sản phẩm đã được chứng nhận hợp chuẩn của Bộ Giao thông, sử dụng công nghệ định vị tiên tiến, kết nối với mạng 4G giúp tốc độ truyền dữ liệu tức thời chính xác, nhanh gấp nhiều lần so với các thiết bị định vị thông thường trên thị trường hiện nay. Việc áp dụng công nghệ truyền dữ liệu 4G lên thiết bị giám sát hành trình là đón đầu xu hướng các sóng 2G của Bộ Thông tin Truyền thông, một bước giúp các doanh nghiệp vận tải giảm chi phí đổi thiết bị từ 2G lên 4G. Các thông tin vị trí, vận tốc, thời gian lái xe liên tục được cập nhật và truyền về hệ thống máy chủ của nhà sản xuất Edson. Hình ảnh được các camera ghi nhận và gửi về đầu ghi video. Tại đây, dữ liệu video được lưu trữ trong thẻ nhớ SD hoặc ổ cứng SSD theo thời gian quy định. Các hình ảnh thu nhận được từ camera sẽ được truyền về hệ thống máy chủ của Edson theo tần suất từ 3 đến 5 phút một lần truyền. Hệ thống máy chủ của Edson sẽ chọn lọc các thông tin theo quy định và truyền về hệ thống máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Việc tích hợp hai chức năng trong một thiết bị, ngoài việc giúp tiết kiệm chi phí đầu tư, còn giúp cho doanh nghiệp dễ dàng trong việc giám sát phương tiện, theo dõi hình ảnh video trên cùng nền tảng APP hoặc web. Các modem trong dòng sản phẩm này, chúng tôi đều đáp ứng theo QC31/2014/VGT và đáp ứng được yêu cầu của Nghị định 10, Nghị định Chính phủ, Thông tư 12/2020, Thông tư Chính phủ và Thông tư 02/2022, Thông tư Chính phủ. Hiện nay, chúng tôi có nhiều dòng sản phẩm khác nhau, hỗ trợ kết nối từ 1 đến 4 camera, phù hợp cho nhiều loại phương tiện khác nhau. Để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, xin quý khách vui lòng liên hệ với đội ngũ kinh doanh của chúng tôi để được tư vấn chi tiết. Với bề dày trên 15 năm trong lĩnh vực nghiên cứu sản xuất các sản phẩm công nghệ phục vụ cho doanh nghiệp vận tải, chúng tôi luôn tự tin về chất lượng của sản phẩm cùng với đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, trẻ trung, được đào tạo bài bản. Chắc chắn chúng tôi sẽ mang đến cho khách hàng sự hài lòng cao nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ hotline 1900 545456, website edson.vn.